luật sư Anh Tuấn và Tường Đăng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SBTN ngày hôm nay luật sư Đỗ Phủ vì bận công việc nên đã không tới được trong chương trình ngày hôm nay và luật sư Anh Tuấn sẽ thay cho luật sư Đỗ Phủ xin chào luật sư Anh Tuấn vâng à, trước hết xin kính chào khán giả nhở đài truyền hình SBTN và chào anh Tường Thắng dạ vâng à, thưa anh Tuấn cái cái đề tài này thì à, chúng ta trước khi vào tin tin Việt Nam có một cái đề tài mà lần trước luật sư Đỗ Phủ với Thắng cũng có bàn nhưng mà không không có hết giờ à, vì hết giờ là không có À, làm tiếp đó là cái chuyện liên quan đến tối cao pháp viện có um, thông qua coi như là đồng ý về cái 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 việc mà cho những người đồng tính được lập gia đình với nhau um, một cách một cách hợp pháp và chính thức thì um, có nhiều người đó thì họ phản đối cái việc này nhiều lắm là bởi vì họ cho rằng là hiến pháp của Hoa Kỳ quy quy định rằng là người nam và người nữ là theo hiến pháp thì là là coi như là Vợ, vợ chồng coi như chứ nguyên tắc là coi như là kết hôn còn đây, hai người đồng tính nam và nam nữ nữ thì cái vấn đề kết hôn nó nó không có nó, nó đi ngược với hiến pháp ở đây mình nói vấn đề hiến pháp thôi chứ mình không nói vấn đề tôn giáo à, trong vấn đề tôn giáo thì có lẽ là bên thiên chúa giáo hoặc một số các tôn giáo họ không có chấp nhận cái chuyện đó ở đây mình chỉ nói hoàn toàn vấn đề hậu pháp thôi thì à, cái vấn đề ở đây thưa, à, thưa, thưa anh tuấn và thưa quý khán giả ở chỗ này là cho dù thí dụ như là giờ bây giờ đó là tối cao pháp viện mà không có cho hai người đồng tính lấy nhau đi chăng nữa đó thì họ vẫn sống với nhau như thường đúng không ạ chứ đâu có vậy. đâu có phải vì không có hợp pháp mà họ không sống ở chung với nhau đâu họ vẫn làm nhưng mà cái lý do gì tại sao họ lại muốn phải có cái hôn thú để mà đi đến cái việc mà kiện lên tới tòa tối cao pháp viện để mà được hai người được kết hôn với nhau à tại, là là, là, nhưng cái vấn đề là không có cấm hai người đồng tính ở chung với nhau Dạ. Yeah. à, đúng rồi nhưng mà vấn đề đấy họ họ muốn tất cả bình đẳng tất cả dưới tất cả mọi khía cạnh vừa luật pháp vừa xã hội và họ có quyền ngăn ngừa tất cả như là một người bình thường đó là cái điều họ mong muốn và theo cá nhân tôi đó khi mà nói về bình đẳng thì chuyện đó không có ai có vấn đề gì cả tất à. nhiên trong cái xã hội hôm nay con người không nên trước mặt pháp luật không nên bị đối xử vì do màu da vì sắc tính hoặc là cái giới tính hoặc là thậm chí cả vấn đề thích lấy người đồng tính hay không? Yeah. À, tuy nhiên cái này nó làm sáo trùng cái vấn đề mà tôi thấy nó à, cái ông uh, chánh án Robert ông viết cái dissenting opinion đó, tức là cái cái, cái, cái ý, kiến không? ý kiến mà gọi là thiểu số đó. Yeah. Thì cũng có lý tại vì thứ nhất thì bên này mấy anh đang đổi lại vì cái sự đòi hỏi bình đẳng của anh nhưng mà anh làm lại đổi lại cái định nghĩa của một cái cái hôn nhân uh, thuần túy gọi là traditional đó. Yeah. Là giữa người đàn ông bà. Thì nếu mà chuyện này nó giờ giờ xảy ra thành luật rồi. Vâng. thì tới lúc nào đó có thể định nghĩa độ khác này hôn nhân có thể không nhất thiết là một giữa người male và male tức là đàn ông đàn ông female female mà có thể nói male 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 tức là ba người đàn ông lấy nhau và chỉ nó có nhiều trường hợp đã có xảy ra rồi làm sao? vâng mặc dù ừ. nó có thể vi phạm vấn đề luật về gọi uh, là đa đa đa, đa thê à. uh, hay là đa hôn mình yeah. cũng có thể đa thê bây giờ khó nói thê thê <laughs> là thê thể đàn ông <laughs> hoặc đàn bà đúng không vâng thì um, như tôi đó nếu mà nếu mà nói về cá nhân thì tôi nghĩ cái cái những cái cái cái, cái 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 phán quyết ra thì nó tạo sự công bằng tuy nhiên nó hơi quá đáng ở chỗ đó tức là anh đạo lộn tất cả những cái giá trị xã hội và những cái gì truyền thống đã có yeah. à, tức là mấy anh này áp đặt vô hình vì cái sự bình đẳng của mình mà bắt những người như tin vào cái sự hôn nhân là thùng túy giữa người đàn ông bà phải đổi lại cái định nghĩa yeah. và bao gồm luôn cả bây giờ là À, đàn ông đàn ông đàn bà đàn bà ví dụ như vậy yeah. thành tôi nghĩ cái đó nó trở thành tạo nên một cái sự lại không cân bằng cho những người mà không đồng ý cái chuyện mà hôn nhân đồng tính. Dạ, yeah. nhưng mà trở lại cái vấn đề mà anh nói công bằng hay không công bằng đó thì có phải chăng là vì thí dụ như hai người nam và nữ lấy nhau à, định nghĩa về cái hôn cái hôn thê và hôn khi mà có hôn thú rồi đó thì chẳng hạn như khi họ ly dị đó thì họ được quyền chia gia tài à, 50 50 hoặc là khi một người à, hôn phối mất thì cái người còn lại đó trên nguyên tắc theo luật đó, liên bang thì cái người hôn phối còn lại được quyền hưởng cái tiền gọi là tiền hưu là 401k hoặc là tiền IRA của người hưu hoặc là hưởng nhà tài Tức là coi như thuộc về cái người à, hô phối. Thì trước khi có cái an phán quyết của tòa án liên bang tối cao pháp viện đó thì hai người đồng tính sống với nhau thì họ không được coi như là vợ chồng đúng nghĩa thì một người mất đi đó thì họ không được quyền hưởng cái gia tài hoặc là cái quyền phán quyết cái quyền của người kia phải chăng cái việc họ kiện để đòi hỏi cái sự công nhận à, cái bằng hôn thú đó là của hai người đồng tính để hai người này thí dụ như một người mất thì người kia có cái quyền được hưởng cái gia tài hoặc là cái những cái quyền lợi mà nhưng mà nhưng mà hai người đồng hai người khác tính à, có trong vấn đề hôn nhân anh anh có nghĩ là cái đó là cái lý do chính hay không À, đó là một phần. Tại vì trước đây thực sự đó là đó là lý do tại sao cái luật này nó đã được thông qua mà như theo như tôi vẫn anh phụ khi làm cái show về bình luận về nói về luật pháp cũng đã nói là cái này phần có thể nó có cơ hội thông qua và đúng xảy ra như vậy. Yeah. Tại vì nó đến đã đến lúc. Tại vì sao trong quá khứ thực sự đã có sự phân biệt thì những người như ngay cả trước đây có những tiểu bang ngay thậm chí họ công nhận họ công nhận cái sự gọi là người đồng tính lấy nhau và họ à. cho làm hôn thú đi nữa. Đó nhưng mà khi chưa có cái phán quyết của liên bang thì bên phía liên bang những cái vấn đề liên quan đến vấn đề thuế khóa những cái mà khấu trừ của thuần túy áp dụng cho vợ chồng bình thường đó, yeah. đó là không Mary áp dụng được một, một cái đó. cặp yeah. uh, lấy nhau mặc dù ở từ ban đó họ lấy nhau không uh, là chính thức lấy nhau cho phép lấy nhau hoặc là đi ngược thời gian trước đó nữa là những tiểu bang họ chỉ được tính đối họ ở nhau họ tính như là partners gọi là domestic partners, những người giống như ở chung với nhau như là partner cách à. chia nó khác với cái, cái những cái ngạch trạch thuế khấu trừ thuế à, tính về nhiều thứ điều khoản nó khác biệt thành ra những cái luật khi nó nó phát nó đưa lại sự công bằng nó hoàn toàn đúng tuy nhiên nhưng mà nếu họ về ý kiến anh tôi trở lại vấn đề cái này nó rất là nhạy cảm yeah. mà thực sự là cái định nghĩa giờ đâu ai cấm họ vẫn có thể hưởng đủ tất cả những cái quyền lợi đó như một cặp vợ chồng bình thường à. nhưng mà có thể nên xài lại một cái tên khác họ có thể nói là hôn nói đây là cái hôn nhân của người đồng tính chẳng hạn yeah. à, đâu ai cấm đâu họ đó. có định nghĩa khác nhưng mà những gì họ làm như vậy cái nó nó xáo trộn lại một cái những giá trị nó có hơn cả hai năm này rồi à. thành ra cái này có thể nói là chúng ta bị biết là không bao giờ chấm dứt được và nó cũng không ngạn ngủ được cái chuyện mình chỉ biết đây đây là cái hiện giờ là cái luật và và thi hành mà thôi trừ khi một ngày nào đó quốc hội ra luật mới à, hoặc là natu chính án mới để thay đổi những cái, cái những gì phán quyết của tòa tối cao mà thôi. Và <laughs> hiện tại là à, dưới mắt luật pháp, họ là được hưởng tất cả 100%, tất cả những cái benefit từ như chúng tôi nói về luật pháp, dưới khía cạnh luật pháp hoặc là những cái phúc lợi cho tới vấn đề thuế khóa vân vân à, yeah. như là một à, cặp vợ chồng à, thuần túy bình thường. Có nghĩa là trong trường hợp này, khi mà nói vấn đề bảo lãnh chẳng hạn, vâng. một người đồng tính đi ra nước ngoài lấy một người đồng tính khác vẫn có thể có quyền bảo lãnh người đó qua trong cái diện đoàn tụ trong vấn đề hôn nhân đúng không ạ? thì những cái đó nó từ từ um, nó sẽ họ họ chỉ đặt ra cái chuyện từ thường tòa thấu ca phát viện họ như quý vị biết họ cũng xử tới một mức độ nào đó thôi yeah. và họ cái công việc của họ không phải là làm luật mà công việc của họ à, là diễn giải luật à. à thành ra bây giờ chúng ta nói những cái gì mà từ ban nào cấm mà không cho người ta lấy nhau là vi hiến có thế thôi là phải bắt buộc phải cho ai làm khác là sẽ bị sai luật vâng à, à, còn cái chuyện mà luật thay đổi trong tương lai thì những à, các cơ quan hữu trách hoặc quốc hội làm nó lần là luật mới để ứng dụng cho tất cả các lãnh vực từ thuế khóa di trú vân vân thì cái đó phải cập nhật phải hoặc là diễn giải cái phán quyết đó như thế nào à. thành đó luôn luôn là có sự tranh cãi tại vì đó là chỉ một phán quyết một right. cái khía cạnh nào đó nó vẫn còn luôn luôn có những cái hở và những cái rung để người ta luôn luôn hai bên để à, diễn cái luật dài luật đó và cái phán quyết đó thành ra hoặc là quốc hội khi họ thấy cái nhu cầu và có sự vận động ở bên ngoài yeah. thì họ có thể làm một cái luật khác để được bổ sung cái chuyện đó à. thành ra chúng ta không có biết được nhưng mà cái hậu quả thì <laughs> chắc chắn là nó nó sẽ trở lại với nhiều vấn đề như là anh tường thắng nói và quý những số người nói là tại vì tương lai nó trở thành những cái cặp vợ chồng có thể là đồng tính rồi lại vấn đề luôn cả vấn đề họ có vấn đề có nguy hiểm trẻ em hay không ừ. họ khi mà họ adopt một người chạy hai vợ chồng đồng tính rồi adopt một đứa con trai à. thành ra đưa nhiều có vấn đề hệ lụy yeah. từ xã hội cho vấn đề luân lý rất là nhiều khía cạnh khác nhau yeah nhưng mà hiện tại chúng ta không thể nào bằng hơn được tại vì đó đã là luật rồi dạ vâng cũng như hai người bây giờ đồng tính mà ừ. lấy nhau như là vợ chồng đó chính thức khi họ đi làm đó thì người này có thể mua bảo hiểm bảo hiểm sức khỏe cho người kia trả tiền nhưng mà trước kia họ không thể làm được cái chuyện đó vâng thì đúng không theo bạn? một số tiểu bang hoặc là à, tùy theo tiểu bang nào họ có những cái 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 điều khoản gì Yeah, vâng và hoặc là cái nó hoặc là về à, luật tiểu bang về tại vì cái gì liên quan tới vấn đề y tế an sinh thường thường nó chính phủ liên bang họ để cho tiểu bang quyết định à, vậy à. từ khi một số nào mà à, luật cho phép chẳng như những cái luật mà luôn chỉ có liên bang điều hành chẳng như là luật hàng hải chẳng hạn yeah. hoặc là điều foreign policy chẳng hạn các yeah. nước cho nên những cái luật gì mà liên quan tới cái đời sống của chúng ta thường nhật hàng ngày thường thường là nói chung cái quyền đó thuộc về tiểu bang trừ khi à, quốc hội hoặc là những cái luật cho phép liên bang uh, được ra những cái luật đó mà thôi. Dạ vâng, dạ vâng. Tức là chúng ta nên nhớ là cái, cái chính phủ bang mà chính phủ là limited government, tức là không phải là họ uh, cái quyền gì mà họ được ban phát trong hiến pháp, những cái quyền họ hành xử họ, hoặc là họ đã nói trong hiến pháp hoặc là những gì lãnh vực liên quan tới liên bang họ mới regulate thôi. Rồi. Chứ thường thường phần lớn những cái còn lại khi mình nói về những vấn đề uh, luật uh, hôn nhân nó mỗi tiểu bang có những cái khác nhau, khía cạnh khác nhau à. À, về có số tiểu bang có community property có tiểu bang không ừ. à, thành ra những cái đó là theo tiểu bang về yeah. bắt luật về bất động sản luật về luật gia đình vân vân là, là, là nó nói tiểu về bồi thường không? thương tích cá nhân thành ra chỉ trừ khi chẳng có một số an sinh xã hội nó liên bang yeah. ví dụ vậy thì nó sẽ yeah. ứng dụng chung nhưng mà những cái vấn đề uh, khía cạnh luật pháp khác thì phần lớn vẫn là tiểu bang thì mới đây ở trong nước có một tờ báo uh trong nước đã có đưa ra một cái một cái lời à, nghiên cứu và bình luận của cái ngân hàng HSBC nói rằng là à, Việt Nam đứng ngoài bất ổn của thế giới cái tựa nó hơi nó hơi nó hơi ngạc nhiên nó hơi sai ở cái chỗ là đứng đứng ngoài bất ổn tức là bất thế giới đang bất ổn mà Việt Nam đứng ngoài mà thật sự cái 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 cái, cái chính của nó là gì là Việt Nam đang đang rất là bất ổn lý do bài báo này nó nói rằng là là qua cái quyết định của TPP tức là mặc dù tổng thống ô Obama có cái quyền quyết định hành xử về cái, cái, cái thỏa ước mộ dịch à, kinh tế tpp và việt nam có thể trở thành một thành viên của quốc gia này nhưng điều đó không có nghĩa là khi việt nam trở thành thành viên của tpp có nghĩa là, là kinh tế việt nam sẽ trỗi dậy và vươn lên rất là nhiều thì theo cái nhận định của cái bài báo của hsbc đó uh, bài báo này đăng lại cái bình luận của ngân hàng hsbc thì họ cho rằng đó, nếu việt nam không cải, cải tổ nhanh thì cái sự kiện trở thành thành viên của của TPP sẽ không đi đến đâu cả họ đưa ra cái bằng cớ là thứ nhất là các các um, công ty suy nghĩ quốc doanh đó, thì sử dụng cái phần lớn tắt nguồn vốn của nhà nước và phân bổ và lúc nào cũng lỗ và chính vì không có phân bổ đều và, và, và tôn trọng cái quyền, cái quyền tự do uh, cạnh tranh của một cái nền kinh tế thị trường đúng nghĩa chính vì vậy mà nó nó càng ngày tất cả cái tiền đó nó bị, bị tiêu hụt đi và công nhân cái giá lao động tuy có rẻ nhưng mà ở một mức nào đó vẫn không thể cạnh tranh được công nhân quốc gia khác và chính vì họ khuyến cáo rằng là nếu việt nam không có tiếp tục thay đổi một cách mạnh bạo hơn bằng cách là phải phá vỡ cái các công ty quốc doanh để mà trở thành những công ty tư hữu tư tư nhân thì hiện tại đó bài cái hình này là của của ngân hàng HSBC do báo chí Việt Nam đăng lại thì chúng ta thấy là các ngân các các công ty quốc doanh đó là là màu đỏ tư vận trên cao họ có cái cái, cái nguồn là phần trăm đầu tư cao khá yeah. cao so với yeah. à, nghĩa là đầu tư rất cao nhưng mà nó thiếu hiệu quả và vậy. trong khi đó những cái quốc gia mà những những cái công ty mà không phải là uh, của nhà nước của quốc doanh đó, thì chúng ta thấy nó đang rất là eo ột và trong khi đó, cái những công ty mà do uh, nước ngoài làm chủ thì chúng ta thấy là rất, rất là thấp và chính vì vậy mà bài báo đã khuyến cáo rằng là đừng có nghĩ rằng trở thành thành viên của TPP là Việt Nam sẽ có cơ hội trở thành kinh tế thành công cũng có bài báo tôi thấy họ có những cái phân tích rằng trong cái thời điểm mà bước vào chứ mặc dù tv chưa có xảy ra chưa được ký kết nhưng yeah. mà có những ở phía việt nam có những thành quả phát triển cũng tương đối là khá cao và khích lệ trong khi chúng ta thấy trên thế giới một số nước khác chậm yeah. lại như trung quốc họ yeah. tụt xuống thị trường chứng khoán tụt việt nam trong vì uh, tôi nghĩ rằng việt nam họ vẫn hy vọng vào cái kỳ vọng vào cái tv rất nhiều yeah. Đây chúng ta không chưa nói chính quyền ngay cả những người mà tư nhân Yeah. À, họ làm ăn ngoài họ cũng kỳ vọng cái này bởi vì con số đầu tư và buôn bán nó có vẻ tăng lên trong khi cả thế giới đứng bên ngoài tức là đứng ngoài sự bất ổn cũng yeah. thêm phần đúng chứ không phải yeah. không anh thường thắng yeah. tức là việt nam có những sự à, phát triển trong lĩnh vực à, giao thương buôn bán yeah. và nếu những ai mà đang nghĩ tới chuyện làm ăn tương lai nếu được vào tvp thực sự đó thì chắc chắn họ sẽ điều hướng về phía Mỹ vì thị trường Mỹ là thị trường chắc chắn là lớn nhất dạ của Việt vâng, Nam mình. Dạ vâng. Dạ vâng. Nhưng mà cái điều kiện của TPP đó là tất cả các doanh sẽ không có doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Và phải chuyện thứ hai là mà cũng là vấn đề luôn luôn nan giải cho phía Cộng sản Việt Nam đó là phải có công đoàn độc, độc lập, lập của những người quốc dạ. cơ thực sự du nhân đàng hoàng. Dạ. Thì nếu mà Việt Nam thực sự vẫn giả dụ giả sử như Việt Nam được vào và Mỹ À, dễ dàng trong số trong chuyến đi ông nguyễn phú trọng đi dạ vâng. và à, cho việt nam thời gian để gọi là đáp ứng đi dạ. thì cái đó có thể là việt nam người ta sẽ vào được rồi sẽ như bài báo này phân tích đó, yeah. sẽ làm ăn và sẽ lên nhưng mà đó không phải là tuy dấu hiệu lúc đầu là tốt nhưng mà nếu mà khi anh đã vào cuộc chơi rồi anh đã tham gia tpp rồi vâng. anh không đáp ứng được anh vẫn trì trệ và anh vẫn không có một cái những cái công đoàn độc lập thực sự và nhà nước vẫn còn gọi là dính líu vào tất cả các sinh hoạt là được bao cấp như vậy nữa yeah. thì chắc chắn sẽ không cạnh tranh nổi và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi yeah, vâng. là đó cái điều là những cái bài báo tôi nghĩ đó là một sự khuyến cáo Vâng. và đây cũng đến lúc mà việt nam không thể nào như trong quá khứ cứ cứ vào trước đã tính sau <laughs> cứ bằng một cách vào được hứa dù là hứa cuối hứa cuối đi và cái chuyến đi mà trong anh từng thắng chuyến đi ông nguyễn phú trọng cũng tôi nghĩ là cũng liên quan những vấn đề như vậy dạ vâng. có thể như là hôm nay nghe nói là hôm nay ông đã đến hoa kỳ ông nguyễn phú trọng đã đến hoa kỳ ngày hôm nay vâng yeah. à, anh, anh Tường Thắng nghĩ sao yeah. anh Tường Thắng nghĩ sao trong cái bốn cạnh mà Mỹ phá lệ tiếp một vị tổng bí thư tức là mà gọi là giống như chúng mình kể mình nói là tổng bí thư như chủ tịch một cái đảng phái yeah, à, như là một cái người chính khách đại diện một quốc gia yeah. thì luật, à, anh Tường Thắng nghĩ như thế nào về cái sự kiện đó tại sao Mỹ làm như vậy và à, và ông Nguyễn chuyến đi này là ai khởi xướng cho tới ngày hôm nay đó thưa thưa luật sư anh Tuấn và thưa quý khán giả câu hỏi đặt ra là ai khởi xướng cái cái vấn đề này cũng rất chúng ta rất là khó nói nhưng mà từ trước đến giờ đó thì vẫn cho rằng là phía Việt Nam khởi xướng trước và có đề nghị về phía Hoa Kỳ rằng là, là hãy mời ông Nguyễn Phú Trọng qua bên à, qua bên à, gặp Tổng thống Obama thì dĩ nhiên chúng ta không có tin chính thức cái vấn đề đó chúng ta chỉ nghe rằng là có những cái nguồn tin như vậy nhưng mà cái sự kiện này chúng ta thấy nó nó cũng 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 rất hợp lý ở cái chỗ là thế này cái chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng đó theo tờ Economist uh, mới đây uh, cái đây là cái bức ảnh cái bài báo mới nhất trên tờ Economist họ có bình luận về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng uh, với cái nhan đề là Power Play thì trong cái bài báo này đó thì người ta cho rằng đó cái chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng đó, chính cái điểm chính của nó là giải quyết vấn đề mâu thuẫn nội bộ Tại vì chúng ta biết đại hội đảng à, của phía bên Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện vào tháng 1 và tháng 2 năm 2016. Đúng rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã lớn tuổi rồi chắc chắn sẽ không được ở lại không nữa, không được tín nhiệm và phải, tí phải, phải ra đi. Trong khi đó đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng đó thì hiện tại theo bài báo cho rằng là đang muốn nhắm cái ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Và là, thậm chí là chủ tịch nước. và Và, và có tham vọng là nắm luôn cả chủ tịch nước như trường hợp của ông Tập Cận Bình đã ở bên trung cộng là vừa tổng bí thư mà vừa là chủ tịch nước thì cái tham bài báo cho rằng là tham vọng nguyễn tấn dũng là như thế mà nếu như ông nguyễn tấn dũng mà nắm được cái chức tổng bí thư đó thì ông sẽ đề cử, sống sẽ đề cử người của ông vào vào chức vụ tổng bí thư à, và xin lỗi vào thủ tướng trong trường hợp là ông nguyễn xuân phúc hoặc là bà phạm thị kim ngân là phó chủ tịch quốc hội nếu ông nắm được còn ngược lại nếu mà ông ông nguyễn phú trọng đó thì ông muốn là mặc dù ông ra đi nhưng mà ông vẫn muốn rằng là nếu ông có được cái cái, cái 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 ảnh hưởng thì ông sẽ bổ ông sẽ đưa người của ông, chẳng hạn như là ông Phùng Quang Thanh, thì chúng ta biết tự nhiên ông ông đã ông đại tướng Phùng Quang Thanh bị gì biến mất, <laughs> biến mất. <cười> <cười> người thì bảo rằng là ông ta bị bệnh ung thư, người thì nói ám sát, chúng ta không không nắm rõ. Nhưng mà cứ cho rằng là cái tin chính thức của phía bên cộng sản Việt Nam cho rằng là ông đang bị điều trị bệnh đi, nhưng mà người ta thấy ổ vắng bóng hoặc là Trần Đại Quang, là bộ trưởng uh, công, công an. an, thì nếu cho nên cái chuyến đi này của Nguyễn Phú Trọng không phải là chính là nhắm tới cái việc mà đạt được một cái thỏa ước nào đó với Hoa Kỳ mà chính là để giải quyết những cái mâu thuẫn nội bộ bởi vì Nguyễn Phú Trọng là phe thuộc phe bảo thủ hoặc là từ lâu được gọi được label như là người thân bên uh, trung cộng yeah. hoặc là nghe lời trung cộng đi, nhá yeah. yeah. thì uh, ông hình thức ông đi như vậy cũng có thể là để cứu đảng. Yeah. tại vì bây giờ như chúng ta thấy những cái toàn dân hoặc là những chúng ta thấy những cái sự kiện cho thấy là luôn là họ đã chán chế độ đó rồi yeah. ngay cả sự kiện ông phùng quân con thanh mà như chúng ta nghe khi mà những cái tin tức mà đưa ra là nào ông bị ám sát hay là có thể bị giết rồi hay chết vân vân thì chúng ta sẽ đọc được với những cái gì vâng. toàn dân đều nói lên phần lớn những cái tin dù là châm biếm hay là phần lớn đều nói là mong ông này chết quách đi như vậy rồi vâng. một người lãnh tụ một người có địa vị trong đứng hàng thứ hai yeah. trong việt nam vâng. mà có những cái sự đột tử ừ. hoặc là bị bệnh như vậy mà dân chúng lại muốn cho chết phước hoặc ăn mừng ừ. <laughs> thì chắc chắn cái lòng dân để chứng tỏ lòng dân ừ. và tôi nghĩ rằng ông nguyễn văn Trọng đi đây là cũng là thể hiện lòng dân chứng tỏ là đảng phải thay đổi yeah. phải chứng tỏ cho dân thấy rằng là không chúng ông là bị hồi đói được gán ghép như là thân của trung cộng yeah, giờ vâng. đây ông đi như vậy là một sự phá lệ yeah. và để xoa so dịu cái chuyện đó vâng. và cũng có thể chúng ta từ đó chúng ta anh Thường thắng nghĩ rằng đấy là một sự đổi mới chính trị sẽ có cho việt nam hay không khi mà có sự à, à, Mỹ chấp nhận tiếp một tổng bí thư cũng như tổng bí thư ngỏ lời muốn sang Mỹ trong cái chuyến dạ, vậy cái cái à, chúng ta sẽ chờ thêm vài ngày nữa tại vì khi chương trình này phát ra thì chúng ta chưa có tin chính thức là cái cung cách đón của tổng thống Obama với à, đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. À, nhưng mà theo những cái nguồn tin trước đó đó thì họ sẽ không có những buổi lễ à, không có những gọi là yến tiệc dành cho quốc khách như trường hợp là chủ à, là đón thủ tướng, đón thủ tướng ừ, hay của một quốc gia mà chỉ là một bữa cơm bình thường mà bữa cơm đó là do ông John Kerry tức là bộ trưởng à, ngoại giao Ông à, mời và ấy thôi chứ còn phía bên à, tòa bạch Ốc thì hoàn toàn không có yến tiệc để dành cho à, cho à, cho một một vị à, đứng đầu một quốc gia đó là cái lý à, thứ hai nữa là nghe được biết là không có tiếp ông 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 ấy vào tại cái phòng bầu dục tức là Oval Office Chỉ tiếp ở trong cái cúng ở trong tòa bạch Ốc nhưng mà trong căn phòng nào đó À, cho nên chúng ta thấy rằng là à, nó đến cái việc đó là có thể Hoa Kỳ muốn Nguyễn Phú Trọng đi một bước xa hơn, tức nhất đại nhất là đại diện phe phe bảo thủ là dấn thân xa hơn, hãy tin tưởng vào Hoa Kỳ trong cái vấn đề giải quyết vấn đề Biển Đông và đừng sợ Hoa Kỳ muốn làm một cái cuộc gọi là cách mạng gọi là à, diễn diễn biến hòa bình thay đổi chế độ của Việt Nam <laughs> đó là cái vấn đề người cộng sản luôn hồ sợ khi yeah. họ đi với Mỹ đó là cái sự lý do họ lượng, lượng. Yeah. à, chưa theo như những cái sự mà tôi đọc một cái cái bản nghiên cứu mới đây nhất đó yeah. để nói rằng là nước những nước nào mà thích Mỹ nhất thì trong đó cái nước đứng đầu bảng anh top thôi anh biết là những nước nào anh từng cái anh nước, biết nào? Anh. nước thứ nhất là nước Philippines yeah. à, là muốn thân với Mỹ và muốn có Mỹ và nước thứ hai là Nam Hàn vâng. và nước thứ ba là Việt Nam ở Việt Nam. Vâng, cái tỷ lệ rất là cao. Vâng. Thì điều đó chúng tôi nghĩ và ngay cả cái anh cộng sản mà chúng ta nói đang đối đầu với Mỹ và muốn làm lên bá chủ thế giới, vâng. thấy anh Mỹ mà theo cái survey đó là cái dân chúng Trung cộng họ cũng là hầu dân như chúng là, Việt là gần Nam chứ. gần một số việc Trung cộng, Ai, Trung Na dạ, đó, dạ. gần một nửa thích Mỹ rồi. Vâng. Thì điều chúng tôi thấy là gì? Là thực sự cái chuyến đi này nó cũng phản ảnh là có thể nói là để như tôi nói có thể là một cái thay đổi chính trị vâng. cho Việt Nam và cũng có thể chứng tỏ ông này chứng tỏ thấy là à, không có có thể là có thể có một sự hứa hẹn gì phía đỡ đầu từ mỹ để ông phá vào cái lệ gọi là bị gọi là kiềm tọa của trung Cộng để đi với mỹ chứ trước đây chúng ta thấy nhiều chuyến đi khi mà À, một lãnh tụ việt nam hay là một à, ông à, nào giới chức cao cấp việt nam qua đi mỹ là trung cộng sẽ có một là sẽ có vấn đề hai sẽ bắt phải đi qua trung cộng trước vâng. hoặc là đi về phải qua đó báo cáo lại vâng. là anh đó làm những chuyện gì vâng. thì chúng thấy luôn có sự kiềm tỏa nó xảy ra trong cái vấn đề chính trị việt nam thực sự nó vâng. không có sự tự chủ và độc lập trong đó yeah. thì đây có thể là một cái sự uh, chúng ta hy vọng đây là một chuyến đi này À, mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau, vâng. à, nhưng mà nó cũng có tôi theo tôi tôi mà nghĩ có một sự lạc quan cho cho dạ. tình hình Việt Nam đối với vấn đề biển Đông cũng như là vấn đề sự kiềm tỏa của anh Trung Cộng dạ, vâng. trên trên Việt Nam. Dạ vâng, vâng rất tiếc vì thời gian không có nhiều nên luật sư Đỗ à, luật sư Anh Tuấn và Thanh Nắng xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng do này trên đài truyền hình SPT vâng, xin kính chào tất cả quý vị.